Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sức khỏe là vàng. Thưa quý vị, cột sống có vai trò hết sức quan trọng trong mọi hoạt động sống của con người chúng ta. Nó tạo thành bộ khung nâng đỡ cơ thể, tạo cho con người có dáng đứng thẳng, bảo vệ tủy sống và các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Cong vẹo cột sống hay còn gọi là biến dạng cột sống là tình trạng cột sống bị uốn cong về bên trái hoặc là bên phải, vẹo cột sống, hoặc là bị cong quá mức về phía trước hay phía sau, do đó không còn giữ được các đoạn cong sinh lý như bình thường, còn gọi là cong cột sống. Cong vẹo cột sống ở người lớn chủ yếu là do nguyên nhân thoái hóa, đây vốn dĩ là một tiến trình khó có thể ngăn chặn được. Trái lại, ở những bệnh nhân bị vẹo cột sống vô căn, nguyên nhân của tình trạng này lại chưa rõ ràng. Chính vì vậy mà nếu tích cực phòng chống cong vẹo cột sống ngay từ đầu thì có thể hạn chế được phần nào biến chứng này xảy ra. Vậy làm thế nào để chống tật cong vẹo cột sống? Chương trình Sức khỏe là vàng tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu về bệnh lý này. Nhưng trước hết, quý vị đừng rời khỏi màn hình vì ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi bắt mạch sức khỏe của bạn. Thưa quý vị và các bạn, cong vẹo cột sống là căn bệnh nguy hiểm nhưng không phải ai cũng biết. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện được khi mà bệnh đã có những diễn biến nặng và đặc biệt là ở trẻ em, tình trạng này gia tăng ngày một nhiều và khi phát hiện thì đa phần đã bị lâu năm và khó điều trị. Mặc dù đã cảnh báo nhiều nhưng nếu chưa thay đổi những thói quen không tốt thì cong vẹo cột sống vẫn luôn là nguy cơ tiềm ẩn. Ghi nhận tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trung bình mỗi ngày có đến gần 100 bệnh nhân đến khám chuyên khoa cột sống, trong đó có khoảng 10 bệnh nhân đến khám về cong vẹo cột sống. Có hai đối tượng đến khám cong vẹo cột sống, đó là người già bị thoái hóa cột sống và trẻ em bị bẩm sinh hoặc vô căn. Có hai cái bệnh lý khác nhau, với bệnh lý bẩm sinh thì tỷ lệ nó cũng tương đối là ổn định về cái tỷ lệ mà mắc về mù vẹo cột sống bẩm sinh. Tuy nhiên về cái bệnh lý mù vẹo cột sống do thoái hóa thì do cái tỷ lệ dân số nước ta thì ngày càng người già càng tăng lên, thế nên là cái tỷ lệ gặp về mù vẹo cột sống do thoái hóa cũng xu hướng gần đây bắt đầu có xu hướng tăng lên ở nước ta. Các cái bệnh lý kèm theo bệnh nhân trượt đốt sống này, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên là bệnh nhân thường người ta không đến chữa kịp trong những giai đoạn sớm, sau đó thì dẫn đến cái tình trạng cột sống nó gù vẹo, nó thoái hóa, nó nặng lên và khi đó bệnh nhân mới đến viện. Trường hợp bệnh nhân 18 tuổi này, cột sống đã bị cong vẹo 6 năm nay. Bệnh nhân vào viện ghi nhận vẹo cột sống lưng sang phải gần 40 độ và đưa về khoa phục hồi chức năng để được tư vấn các bài tập vật lý trị liệu dành riêng cho chứng vẹo cột sống, cũng như theo dõi và có chủ định mang áo nẹp nếu có triệu chứng tăng mức độ vẹo cột sống. Hiện tại là không có chỉ định can thiệp gì cả vì bây giờ cái hệ thống xương của cháu nó đã hình thành cái hình dạng, nên là không có chỉ định can thiệp gì cả, chỉ cứ theo dõi một năm, trong trường hợp cái góc vẹo nó tăng lên đấy, nó vẹo nó tăng lên thì mình mới có chỉ định mình can thiệp, còn nếu không thì mình không có chỉ định can thiệp gì cả. Tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh tật ở lứa tuổi học đường hiện nay vẫn còn cao, trong đó bệnh cong vẹo cột sống chiếm gần 30%, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Theo thống kê, vẹo cột sống chiếm khoảng 1-4% dân số, thường gặp ở nữ nhiều hơn nam và ảnh hưởng nhiều đến trẻ em từ 10-18 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, cong vẹo cột sống là căn bệnh thường gặp ở trẻ em ở giai đoạn từ 6-18 tuổi, tức là giai đoạn phát triển và cấu trúc xương chưa hoàn thiện. Chính vì vậy, nếu tích cực phòng chống bệnh ngay từ đầu thì có thể hạn chế được phần nào biến chứng xảy ra. Vậy để chống cong vẹo cột sống thì cần phải làm gì? Chuyên mục bác sĩ của bạn sẽ cùng trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Trần Trung Kiên, khoa ngoại thần kinh và cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Trần Trung Kiên đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe là vàng. Xin chào biên tập viên Tân Ngọc Hòa và tất cả các khán giả truyền hình. Đầu tiên xin được hỏi bác sĩ Trần Trung Kiên, cong vẹo cột sống là gì? Cong vẹo cột sống được định nghĩa đấy là khi cột sống của chúng ta xuất hiện một đường cong rất là bất thường. Bình thường toàn bộ cột sống của chúng ta theo trục thẳng, để vai trò của cột sống là nâng đỡ cơ thể, ngoài ra là còn để thực hiện các cấu trúc và các cơ năng khác của cột sống. Tuy nhiên bất kỳ một biến dạng nào trên mặt bằng phẳng đứng dọc gây ra tình trạng bất đối xứng cột sống giữa hai bên thì được gọi là vẹo cột sống. Ở đây chúng ta sẽ phân biệt một cái bất thường liên quan đến trục nghiêng của cột sống thì chúng ta gọi là gù cột sống. Vậy bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân nào dẫn đến cong vẹo cột sống, đặc biệt là đối với nhóm bệnh nhân trẻ tuổi ạ?
Trước kia khi mà tất cả các nguyên nhân của chúng ta, tất cả các nghiên cứu của chúng ta chưa rõ ràng, tất cả mọi người nghĩ là cong vẹo cột sống là một bệnh lý mắc phải, là do học sinh ngồi sai tư thế, là do bê vác nặng, là do những cái thiếu sót trong quá trình sinh hoạt và vận động. Nhưng hiện tại bây giờ thì chúng ta phân ra là nguyên nhân rất là rõ ràng, đấy là nguyên nhân vẹo cột sống bẩm sinh và vẹo cột sống do thoái hóa. Vẹo cột sống bẩm sinh đấy là những dị tật của thân đốt sống, chúng ta có thể phát hiện từ 3 tháng cuối của thai kỳ. Và đến khi sinh ra thì đa số các bạn ấy đã xuất hiện cái tình trạng biến dạng cột sống từ ngay khi sinh. Thường đối với cả vẹo cột sống bẩm sinh thì tiên lượng rất là tồi, vì các bạn sẽ lớn lên cùng với đường cong vẹo đó, và cái mức độ chèn ép thần kinh cũng như chèn ép các tạng trong cơ thể là vô cùng lớn, đồng nghĩa cùng với sự phát triển của cơ thể. Thế khác với vẹo bẩm sinh đấy là vẹo cột sống vô căn, chia ra làm hai loại chính. Đấy là vẹo cột sống vô căn khởi phát sớm, đấy là khi trẻ phát hiện ra bệnh lý cột sống khi trẻ dưới 10 tuổi, và vẹo cột sống vô căn thể thiếu niên. Thiếu niên thì thường phát hiện khi mà trẻ rơi vào lứa tuổi dậy thì. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác gây ra biến dạng cột sống, ví dụ như là có các vẹo cột sống do bệnh lý thần kinh cơ, vẹo cột sống do các bệnh lý rối loạn chuyển hóa, vẹo cột sống do các bệnh lý thoái hóa, ví dụ như thoát vị đĩa đệm, chèn ép cũng có thể gây biến dạng vẹo cột sống, hoặc là vẹo cột sống thoái hóa ở người già. Bác sĩ có thể cho biết là những dấu hiệu nào để nhận biết cong vẹo cột sống? Trục cột sống luôn luôn là một trục thẳng khi mà chúng ta nhìn ở mặt phẳng đứng dọc. Thế bất kể những cái biến dạng liên quan đến cái trục thẳng của cơ thể thì đều có thể phát hiện ra bằng cách đầu tiên đấy là quan sát. Thế khi mà chúng ta quan sát trẻ chơi hoặc là trẻ đi lại, chúng ta có thể thấy hai bên vai của trẻ bất đối xứng, một bên tự nhiên nhô lên. Hoặc là khi mà bất đối xứng như vậy thì một bên cánh tay của trẻ sẽ rời xa khỏi cơ thể, một bên tay thì khép lại. Ngoài ra còn có một cái quan sát rất là đơn giản đối với cả các trẻ dưới 10 tuổi. Tại vì khi các bạn còn bé, các bạn đôi khi chưa thể tự sinh hoạt, tự phục vụ mình được, thì bố mẹ thường hay quan sát từ phía sau lưng. Chúng ta có thể thấy hai bên vai hoặc là hai bên lưng xuất hiện những cái mảng đối xứng hoặc xuất hiện những cái khối rất là bất thường ở đằng sau lưng đấy. Khi mà phát hiện những cái hình ảnh đấy thì cha mẹ nên đưa bạn đến sớm. Ngoài ra ở cái vẹo cột sống vô căn do ở tuổi thiếu niên thì có một cái rất là khó khăn, tại vì lúc đấy các bạn đã bắt đầu hình thành cá tính, các bạn tự chăm sóc được cơ thể. Thế đôi khi các bạn phát hiện ra vẹo cột sống bằng cách rất là tình cờ, thì bố mẹ đi đằng sau thấy bên vai con tự nhiên lệch lên. Nhưng mà thường cái này thì chúng ta sẽ chẩn đoán hơi khó, bởi vì chúng ta không thể nào theo bạn thường xuyên. Và cái nữa đấy là các bạn ý rất ít khi chia sẻ về cái khiếm khuyết của bản thân, rất ngại chia sẻ. Vậy thì cong vẹo cột sống nguy hiểm như thế nào nếu như không được điều trị kịp thời, thưa bác sĩ? Cong vẹo cột sống như là một cái biến dạng của cái thân cây. Khi chúng ta phát hiện ra cái biến dạng đấy của thân cây từ hồi cây rất là bé, cây nó sẽ lớn lên cùng với cả những cái dị dạng như vậy. Hay đồng nghĩa nếu chúng ta phát hiện vẹo cột sống càng sớm thì cái tiên lượng của các bạn ý rất là tồi, vì các bạn sẽ phát triển cùng với cái vẹo cột sống đấy. Tức là khi mà chúng ta cao lên thì đồng nghĩa với việc là đường vẹo đấy nó sẽ tiếp tục nó tiến triển thêm. Vì vậy cái phát hiện vẹo cột sống là một trong cái rất là quan trọng trong điều trị. Nếu không phát hiện sớm thì cái đường cong vẹo, ví dụ nó ở vị trí vùng cột sống ngực, có thể chèn vào tim, chèn vào phổi, đoạn cột sống ngực thắt lưng hoặc là đoạn thắt lưng, thì nó có thể chèn vào các cơ quan nội tạng khác, nó gây ra cái biến đổi giải phẫu, và có thể ở những cái bạn bé tuổi thì có thể gây ra cái nguy cơ tử vong rất cao. Đối với người lớn thì vẹo cột sống nó gây ra cái ảnh hưởng đến thẩm mỹ rất là nhiều, đặc biệt là các lứa tuổi thiếu niên khi mà các bạn đã bắt đầu bước vào lứa tuổi dậy thì. Đối với vẹo cột sống vô căn thì chúng ta không tìm được nguyên nhân của vẹo cột sống nên chúng ta đặt luôn đấy là vẹo cột sống vô căn. Vì vậy nếu đối với vẹo cột sống vô căn thì ngoài cái biến dạng về hình thức ra thì các bạn không có ảnh hưởng gì đến cơ năng nữa. Nhưng tuy nhiên chính vì những cái biến dạng về hình thức như thế cho nên là các bạn sẽ không tham gia các hoạt động xã hội được, không hòa nhập xã hội được. Nó ảnh hưởng chủ yếu là đến vấn đề tâm sinh lý. Còn đối với cả những cái vẹo cột sống đã trên 100 độ, có nguy cơ chèn ép vào tim phổi thì nó ảnh hưởng đến sinh hoạt thể lực rất là nhiều. Thậm chí có bạn xuất hiện tình trạng suy hô hấp hoặc là ảnh hưởng đến tim mạch, gây ra các bệnh lý tại chỗ về tim. Bác sĩ có thể cho biết là hiện nay có những phương pháp chẩn đoán cũng như điều trị như thế nào bệnh cong vẹo cột sống? Đối với vẹo cột sống bẩm sinh thì là một trong cái thể chúng ta phải theo dõi rất là sát. Tại vì khi mà phát hiện ra như thế thì thường các bạn còn nhỏ và các bạn sẽ phát triển rất là nhanh.
Vì vậy nếu đối với cả các trẻ dưới 3 tuổi mà được chẩn đoán là vẹo cột sống bẩm sinh ấy, chúng ta phải theo dõi sự phát triển của cột sống. Cứ khoảng 3 đến 6 tháng sẽ cho chụp lại một cái phim X quang. Nếu góc biến dạng tăng lên từ tầm 10 đến 15 độ là lúc đấy là chúng ta phải đặt cảnh báo. Thế đối với vẹo cột sống vô căn dưới 10 tuổi, nếu mà chúng ta đã phát hiện ra đường cong vẹo dưới 10 tuổi như vậy thì chúng ta cũng sẽ phải theo dõi trong vòng khoảng 6 tháng đến 12 tháng lại đi chụp một cái phim X quang để đánh giá cái sự tiến triển về vẹo cột sống. Đối với cái vẹo cột sống vô căn khi mà chúng ta phát hiện ra, chúng ta sẽ chia làm hai giai đoạn. Đối với cả phụ nữ, khi mà chúng ta phát hiện ra vẹo cột sống với góc vẹo dưới 20 độ, chúng ta hoàn toàn có thể mặc áo được. Với góc vẹo từ 20 đến 40 độ thì chúng ta vẫn có thể theo dõi. Nhưng đối với góc vẹo trên 40 độ hoặc là đặc biệt là trên 50 độ thì có chỉ định phẫu thuật càng sớm càng tốt. Vì đây là một cái thể nó có khả năng phát triển rất là nhanh và ảnh hưởng đến chức năng khác của các bạn. Về cơ bản, vẹo cột sống thì có hai hướng điều trị bảo tồn và điều trị can thiệp phẫu thuật. Ngoài ra, cái phục hồi chức năng cũng như vật lý trị liệu có thể giúp cho các bạn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đối với vẹo cột sống bẩm sinh thì không có một phương án nào gọi là điều trị đặc hiệu. Lúc đấy chúng ta đã phải xác định là theo dõi, đấy chính là một phương án điều trị. Vì khi cái đường cong vẹo phát triển lên thì đấy là thời điểm chúng ta phải can thiệp. Và tùy theo hình thái vẹo bẩm sinh do dị tật nửa thân đốt sống hoặc là do chưa phân đoạn thân đốt sống mà chúng ta sẽ có hướng can thiệp khác nhau. Đối với vẹo cột sống vô căn, đối với cả góc vẹo dưới 20 độ, chúng ta hoàn toàn có thể tập vật lý trị liệu. Cái tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng và đeo áo, những cái tập luyện đấy nó không khiến cái đường vẹo đấy trở về bình thường, nhưng nó có thể chặn lại cái quá trình phát triển vẹo cột sống đó. Còn đối với các góc vẹo trên 40 và đặc biệt trên 50 độ thì chỉ định phẫu thuật là tuyệt đối. Hiện tại thì phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống nó có rất là nhiều kỹ thuật. Kỹ thuật chúng ta có thể đi đường trước, chúng ta có thể phẫu thuật nội soi qua lồng ngực, chúng ta có thể đi đường sau là cái phẫu thuật kinh điển nhất. Đối với cả những cái vẹo cột sống biến dạng lớn trên 70 độ hoặc trên 100 độ thì chúng ta sẽ ứng dụng cái hệ thống cảnh báo thần kinh đấy bằng cách đấy là chúng ta cứ nắn về từng giai đoạn một. Thế khi nắn vào giai đoạn và cái máy cảnh báo thần kinh đấy khẳng định là cho phép nắn chỉnh, chúng ta sẽ đi ra xa hơn và dần dần chúng ta sẽ cố gắng là nắn về tối đa có thể. Cũng với cái cảnh báo thần kinh đó, tại vì khi trong phẫu thuật nắn chỉnh cột sống bao giờ cũng sẽ có yếu tố đặt vít vào cột sống hoặc là yếu tố can thiệp để làm lỏng các thân đốt sống ra. Thế nếu trong quá trình làm lỏng hoặc là bắt vít đấy có tổn thương thần kinh thì máy sẽ báo ngay lập tức và chúng ta đương nhiên chúng ta sẽ phải chọn giải pháp khác. Chúng ta sẽ phải đi đường khác hoặc là thậm chí là chúng ta sẽ phải can thiệp thêm nhiều tầng nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Trần Trung Nghiên đã có những chia sẻ, những thông tin rất hữu ích đối với quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cong vẹo cột sống là tình trạng xảy ra do cột sống có xu hướng bị cong theo nhiều độ cong khác nhau. Tình trạng này thường phổ biến trong tuổi dậy thì và đặc biệt khi mà sự tăng trưởng, phát triển xảy ra đột ngột. Vậy phòng ngừa cong vẹo cột sống như thế nào? Chuyên mục Khỏe đẹp mỗi ngày sẽ cùng với các bác sĩ hướng dẫn qua phóng sự sau đây. Chức năng chính của những bài tập phòng ngừa cong vẹo cột sống chính là tránh những biến chứng nghiêm trọng khác trong tương lai, đặc biệt là ở đối tượng trẻ em. Ưu điểm của những bài tập này là giảm nhu cầu sử dụng nẹp định hình cột sống hoặc phẫu thuật chỉnh hình, giúp ổn định và giảm độ cong hiện tại, đồng thời dừng sự tiến triển độ cong hiện tại, cải thiện được sự tương quan giữa não và cơ, giảm độ cong của cột sống. Và đối với những cái trường hợp vẹo cột sống ấy, thì tập luyện là đóng một cái vai trò không thể thiếu. Đó là cái yếu tố chìa khóa trong cái điều trị bệnh nhân cong vẹo cột sống. Các cái bài tập sẽ giúp cho bệnh nhân cải thiện tầm vận động cột sống, đồng thời làm tăng cường dinh dưỡng đến toàn bộ cột sống bao gồm cả địa điểm đốt sống. Ngoài ra các bài tập sẽ giúp bệnh nhân giải phóng ra các endorphin nội sinh, giúp giảm đau tự nhiên, cải thiện tinh thần, giảm các cái triệu chứng trầm cảm. Các cái bài tập cột sống nó sẽ giúp cho các bạn chuẩn bị cho chính cơ thể mình một cái áo nẹp tự nhiên nhất. Các bạn biết rằng là đến một cái giai đoạn nhất định khi mà chúng ta có những cái triệu chứng như là đau ở cột sống cổ hay là cột sống thắt lưng thì chúng ta thường là phải mua những cái áo nẹp ở ngoài hiệu thuốc đúng không ạ? Và đó là những cái áo nẹp nhân tạo. Vậy thì hệ thống cơ của cơ thể của các bạn chính là cái áo nẹp tự nhiên sẽ hỗ trợ cho cột sống được tốt nhất. Ngoài việc điều trị theo phác đồ của các bác sĩ chuyên khoa xương khớp, bệnh nhân vẹo cột sống cần có chế độ luyện tập với các động tác phù hợp nhằm nắn chỉnh lại đường cong sinh lý, cải thiện sự linh hoạt vùng cột sống. Tuy nhiên, do tình trạng vẹo cột sống của mỗi người sẽ khác nhau, nên trước khi bắt đầu luyện tập, bước đầu tiên vô cùng quan trọng. Bệnh nhân cần tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa về cột sống để có được bài tập phù hợp cho bệnh trạng của mình nhằm cải thiện tình hình cong vẹo cột sống và tránh khiến bệnh tình diễn biến xấu hơn.
Nhìn chung thì các bài tập thì cần phải được thiết kế dựa trên cá thể hóa từng người bệnh, và nếu được thì bệnh nhân nên đến các cái cơ sở phục hồi chức năng để được tư vấn các bài tập hợp lý nhất. Ngoài ra thì trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp rất là nhiều những cái bài tập đại trà cho những cái đối tượng chung chung giống nhau. Tuy nhiên nếu như các bạn muốn rằng là nhận được những cái bài tập mà hữu ích nhất cho mình thì vẫn nên đến các cơ sở chuyên khoa để được tư vấn. Khi mà bạn đã bị cong vẹo cột sống ấy ạ, thì đầu tiên là bạn phải đi khám để lượng giá xem là cái mức độ cong vẹo của bạn là đến đâu và nguyên nhân cong vẹo là gì. Tùy từng mức độ và nguyên nhân mà chúng tôi sẽ có những cái bài tập khác nhau và sẽ có những cái chế độ theo dõi cho các bạn. Và các bạn cũng cần phải được theo dõi và tái khám định kỳ để xem là giai đoạn đã đến cái giai đoạn mà chúng ta cần phải thay đổi phương án điều trị chưa. Và các cái bài tập cột sống thì được chỉ định song song xuyên suốt tất cả các cái giai đoạn. Tuy nhiên thì với mỗi cái tình trạng vẹo cột sống khác nhau mà chúng ta lại có thêm những cái điều trị chuyên biệt khác nhau. Tập luyện là cách tốt nhất để duy trì độ cong của cột sống, giảm đau và ngăn ngừa sự tiến triển của cong vẹo cột sống. Đối với những người có đường cong cột sống xấu đi theo tuổi tác, phẫu thuật cột sống là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, ở những người bị cong vẹo cột sống từ nhẹ đến trung bình, chế độ luyện tập giúp củng cố phần cốt lõi, giảm đau và ngăn chặn tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Hiện nay, vật lý trị liệu phục hồi chức năng được áp dụng cho nhiều người bị cong vẹo cột sống và đạt được hiệu quả điều trị cao. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của các nước phát triển thì có khoảng 20-30% các bệnh cột sống cần phẫu thuật. Tỷ lệ bệnh nhân phẫu thuật cột sống ngày càng tăng lên và phẫu thuật thì cũng ngày càng an toàn hơn nhờ tiến bộ của khoa học, đặc biệt của các trang thiết bị. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã và đang thực hiện mổ cột sống sử dụng hệ thống theo dõi thần kinh Nerve Monitoring System NVM5 trong phẫu thuật cột sống cho các bệnh nhân. Hệ thống theo dõi thần kinh Nerve Monitoring System là một thiết bị có tính năng đo điện cơ, điện thế gợi vận động. Công nghệ này giúp phẫu thuật viên giảm thiểu sự va chạm dẫn tới tổn thương rễ thần kinh thông qua hệ thống phản hồi tín hiệu thời gian thực dưới dạng hình ảnh và âm, đồng thời giúp cảnh báo cho các bác sĩ phẫu thuật tránh được các dây thần kinh, không làm tổn thương nó trong quá trình phẫu thuật, tránh gây liệt cho bệnh nhân sau mổ. Bệnh viện Đại học Y là bệnh viện đã đưa vào sử dụng hệ thống theo dõi thần kinh 5 năm nay. Người ta mổ cột sống, người ta sợ nhất là gây ra tổn thương thần kinh. Tức là có thể gây ra bệnh nhân liệt, mất vận động hoặc là cảm giác. Người ta rất là sợ. Và đa số người ta sợ mổ cột sống chẳng qua là người ta sợ bị liệt. Đấy, các cụ nhà mình thì gọi là 50-50, ngày xưa ai cũng thế, rất là sợ. Thế thì cái hệ thống cảnh báo thần kinh nó ra đời nhằm là gì, là làm cho bác sĩ tránh được cái tổn thương thần kinh trong mổ. Nó là một cái, mình nói nôm na là người ta lắp những cái điện cực vào cái thần kinh, vào cái chi, có thể là tay hoặc là chân, hoặc là cả tay cả chân nếu người ta mổ cột sống cổ. Thì người ta khi mà cái dụng cụ của mình mà sắp chạm vào dây thần kinh ấy, rất là đơn giản là hệ thống này giúp cho bác sĩ phẫu thuật viên khỏi va chạm các vật xung quanh. Và rất nguy hiểm là nếu mà chúng ta làm tổn thương thần kinh rất là nguy hại. Nhưng mà nếu mà có cái máy này, mình có thể tránh nó được. Đúng không ạ? Đấy là cái ưu điểm tốt nhất của cái máy đấy. Áp dụng hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ cột sống là một bước tiến đối với y khoa Việt Nam. Hiện nay trên thế giới, máy này đã áp dụng mổ cho trên 300.000 ca và ngày càng được sử dụng rộng rãi bởi tính năng cảnh báo cho các bác sĩ phẫu thuật tránh được các dây thần kinh, không làm tổn thương nó trong quá trình phẫu thuật, tránh liệt cho bệnh nhân sau mổ. Những cái vẹo cột sống mà trên 60 độ là nguy cơ liệt nó rất là cao. Người ta gặp tất cả người mổ cột sống mà mổ vẹo, ít ra tối thiểu người nào phải bị 1-2 lần. Nhưng mà nếu anh có cái hệ thống này, đảm bảo bệnh nhân không bị liệt luôn. Tại vì khi chúng ta nắn quá, tức là khi mà cột sống nó quá cong vẹo, khi mình nắn thẳng nó đôi khi nó tổn thương thần kinh. Nhưng mà cái máy này nó cho phép mình là nếu mà anh nắn quá nó tổn thương kinh, nó sẽ cảnh báo cho anh là nắn như thế là đủ, chứ không phải nắn quá được, để nắn quá nó sẽ bị liệt. Trong quá trình chúng tôi làm được khoảng 4-5 năm nay, tôi làm rất là nhiều, được khoảng mấy trăm trường hợp mà chưa có trường hợp nào bị tai biến. Tức là mình theo dõi thì không có trường hợp nào sau mổ mình phát hiện ra là tổn thương thần kinh cả. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là một trong những địa chỉ hàng đầu trong điều trị, phẫu thuật các bệnh lý liên quan đến cột sống như trượt, hẹp ống sống, thay thân đốt sống do u, thoát vị đĩa đệm, tạo hình đốt sống. Đây cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng hệ thống theo dõi thần kinh
trong phẫu thuật cột sống. Thưa quý vị và các bạn, bệnh cong vẹo cột sống là một căn bệnh nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài của bệnh nhân, gây mất tự tin, cản trở giao tiếp xã hội, mà còn khiến cho bệnh nhân đau đớn và ảnh hưởng tới tim phổi. Chính vì vậy, khám chữa bệnh cong vẹo cột sống sớm với bác sĩ chuyên khoa cột sống là vô cùng cần thiết. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ cho chúng ta nhận thức đúng hơn về bệnh lý này để có biện pháp điều trị hiệu quả. Và tới đây, thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.